Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 28 tháng 1 năm 2020 của Môi trường TV. Phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác, ngày có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm rét hại, nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ. Phía Đông Bắc Bộ và cả thủ đô Hà Nội, trời nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác, ngày có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm, có nơi rét hại, nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 14 độ, nhiệt độ cao nhất từ 14 đến 17 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ, trời nhiều mây, có mưa rào rải rác, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 20 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và cả thành phố Hồ Chí Minh, trời có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý vào ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của Môi trường TV.